Có tiền mua ô tô nhưng không có tiền mua ý thức. Những pha đỗ xe kém duyên và màn đáp trả thâm sâu khiến chủ xe phải cứng họng. Câu chuyện đỗ ô tô mới đây được chị gái chia sẻ đang nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Quả ô tô này khó hiểu thật. Phía những nhà đóng cửa thì không đỗ, lại chọn đúng cửa hàng mở cửa để đỗ xe, rồi sang hàng đối diện mua đồ. Người ta ra nhắc thì bảo, sổ đỏ ra tận đường à. Thái độ thế này thì chịu, một lúc sau chị nhà bán dép lôi xe máy ra chặn tứ phía, thanh niên đi ô tô cũng không dám đụng vào xe máy để dắt ra. Đã nhắc nhở thiện chí mà cứ để người khác phải đáp trả mới chịu cơ. Ôi trời ơi! Đó là đỗ xe ngoài đường, trước cửa nhà người ta. Còn những pha vô duyên đến độ vào hẳn chỗ đỗ xe đã được người khác mua trước, có cả chìa khóa thẻ từ như thế này thì sao ạ? Cô gái nọ khi đi làm về đã rất bực mình vì ô đậu xe có số hiệu mà mình thuê từ trước đã được ai đó đỗ xe ngay ngắn. Thôi thì chủ xe lỡ đậu rồi, cô gái cũng chiều lòng đóng luôn cái cửa lại. Mai cô đi du lịch một tuần. Chúc chủ xe bình an, vui vẻ cùng cậu nha. Nice. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tán TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày.